mấy khi đông đủ thế này, ngồi đây cô hỏi thăm nhau tí nhỉ? Chúng mày ở với cô cũng lâu đáo để rồi, mà chả biết hoàn cảnh gia đình mấy đứa dưới quê thế nào. Thế con này, ở dưới quê bố mẹ làm cái gì? Nhà có mấy anh chị em? Thì bố mẹ cháu ở quê làm nông bình thường thôi cô. Có chị gái nữa nhưng mà đi lấy chồng rồi. Hai đứa con gái cả. Thế thì ông bà dưới quê chắc cũng vất vả. Cô thấy mày đi làm á, cô gửi tiền về quê suốt đấy. Thì bố mẹ cháu ở quê cũng có tuổi rồi, có làm ăn được gì đâu. Chẳng phải cật lực ra mà đi làm gửi tiền về chứ cô. Ờ, thế còn con này? Trên cháu còn có một anh, nhưng mà ông ấy cũng phá lắm. Bố mẹ cháu làm được bao nhiêu đều trả nợ cho hết. Cũng vất vả. Ờ, nghe có vẻ cũng khó khăn nhỉ. Thế còn con này? Trông mày có vẻ ăn chơi, chắc gia đình ở dưới quê cũng khá giả phải không? Ui, chỉ được cái má thôi cô ạ, sành điệu gì đâu. Bố mẹ cháu còn đang phải nuôi ba chị em ăn học. Mấy bộ quần áo này cháu cũng phải đi làm thêm mãi mới mua được đấy. Chả dư giả được bao nhiêu cả. Mà hai đứa chúng mày học sắp xong rồi đấy, định đi làm gì chưa? Mà liệu có xin được việc hay không? Cháu cũng chả biết thế nào. Học thì cứ học thôi ạ. Cứ học xong rồi tính tiếp. Lo xong được cái bằng rồi ra ngoài làm cái gì kiếm được tiền thì làm cô ạ. Mà nghề chọn người chứ người có chọn được nghề đâu. Cô hỏi như thế là có ý cả đấy. Chúng mày có muốn có một tương lai tốt hơn không? Chứ cứ như bố mẹ ở dưới quê, vất vả, cô thấy xót lắm. Bà thì có cái gì mà giúp được cho bọn cháu? Đúng rồi đấy, tiền trọ 1.000 cô cũng không tha. Thế thì cô giúp chúng cháu thế nào được? Không thì cô cứ nói bọn cháu nghe xem. Xem cô có cách gì để tương lai bọn cháu tốt đẹp hơn. Chúng mày cứ bình tĩnh đã. Cô quý chúng mày, coi chúng mày như con cháu trong nhà. Chả là cô có ông anh làm bên công ty xuất khẩu lao động ở bên nước ngoài, người ta đang cần tuyển nhân sự gấp. Lương 60-80 triệu một tháng. Đứa nào mà chăm chỉ cả 100 triệu một tháng ấy. Cô chú thì già cả rồi, không đi được, lại còn nhà cửa không có ai trông nom cho. Thế nên cô nghĩ ngay đến chúng mày. Ui, có thật không hả cô? Tao gần nay tuổi đầu rồi, tao còn lừa chúng mày để làm cái gì? Bao nhiêu người, người ta đi về người ta xây nhà cao cửa rộng, còn mua cả ô tô cho bố mẹ nữa kìa. Thế cô cho cháu một suất. Mà có phải mất tiền không cô? Cháu cũng muốn đi, nhưng mà giấy tờ có lằng nhằng không cô? Ai cũng đi được, cứ trên 18 tuổi là được đi. Giấy tờ thì chúng mày không phải lo cái gì hết cả, bên người ta lo hết. Mỗi cái là phải đóng phí thôi. Cháu cứ tưởng là miễn phí. Chắc là chỉ mất 130 triệu thôi cô nhở? Cái gì? Miễn phí á? 130 triệu á? Chúng mày lại vui tính quá nhở? Cô không nghĩ chúng mày lại vui tính như thế đâu. Thế hết bao nhiêu tiền thì bà nói luôn đi xem nào. Cứ úp úp mở mở để chúng nó hỏi nhiều, đau hết cả đầu. Thế hết bao nhiêu thì cô nói đi, xem mà bọn cháu thu xếp được không? Thì cũng chỉ 200 triệu thôi. Ôi giời ơi, chúng mày làm cái gì mà ghê chết rồi thế. 200 triệu ở Việt Nam thì to, chứ sao mới đấy. Chúng mày vừa làm vừa chơi, vài tháng là đủ gốc. Có khi chăm chỉ chỉ 2 tháng là hòa vốn thôi. Thôi thôi cô ơi, cháu thấy nó cứ như thế nào ấy. Cháu chả đi nữa đâu, mà cũng chả có tiền mà đi. Thôi, cứ về nhà suy nghĩ cho nó kỹ. Có gì thì bảo cô, tương lai cả đấy. Cháu thấy cô nói cũng đúng đấy. Vừa được đi đây đi đó, lại còn tương lai rộng mở. Nhưng mà đắt quá, có bớt được không cô? Ô, hai cái con này mày buồn cười chưa kìa. Có phải đi chợ đâu mà mày kỳ kèo mặc cả từng đồng một. Để cô nói cho chúng mày nghe nhá. Đi sang bên đấy, chúng mày chỉ mất 200 triệu bỏ ra. Bỏ rẻ mỗi tháng cũng được 60 triệu. 3 năm vậy chỉ là gần 3 tỷ. Cho chúng mày ăn tiêu tiệt đi, thì đến lúc về vẫn cầm được 2 tỷ. Thử hỏi xem, ở Việt Nam chúng mày làm bao giờ mới được 2 tỷ? Hay là cô bảo người ta cho đi nợ đi, rồi sang đấy cho đi làm cho giả tiền. Ô, hai cái con này mày bị điên à? Người ta là cả một cái công ty, cả một cái tập đoàn lớn. Ai làm cái trò mèo như thế? Thế chắc cháu chả đi đâu cô ạ. Mà muốn đi cũng chả có tiền ý. Thôi, tao với mày đi chợ nấu cơm đi, trưa rồi đấy. Quên mất, đi. Ôi, cháu xin phép cô với chị nhá, bọn em đi đây. Em đi đây ạ. Gớm, tiền mà không muốn mất, thế mà đòi đổi đời, tương lai tươi sáng. Này cô, thế cái thông tin đấy cô lấy ở đâu ra đấy? Liệu cô tin tưởng được không? Sao mày lại hỏi thế? Mày muốn đi à? Thì cô nói như thế ai chẳng muốn đi. Nói thật á, cháu đi làm lụng mãi, rồi gửi tiền về cho bố mẹ, mãi mà chẳng khá lên được. Bây giờ có cơ hội như thế thì cô xem thế nào, đăng ký cho cháu đi với. Mày nghĩ như thế là đúng đấy. Đi thì mới có tương lai rộng mở. Mà mày thích đi nước nào để cô đăng ký cho. Ô, lại còn được chọn nước đi á cô? Ừ
đúng rồi. Thế có những nước nào ạ? Có Nhật, có Mỹ, có Hàn, có Canada. Mày thích đi nước nào? Thế theo cô đi nước nào là ổn định và kiếm được nhiều tiền nhất ạ? Cô thì cô thấy bọn nó hay đi Nhật lắm. Hay mày đi Nhật đi. Ở bên Nhật thu nhập nó cũng ổn định mà nó cũng an toàn. Chứ mấy cái nước kia thì nghe có vẻ nó hơi bấp bênh. Thế thì chắc là cháu đi Nhật đấy cô ạ. Thế mày cứ suy nghĩ đi, không có gì thì bảo cô nhá. Nhưng mà hiện tại cháu cũng chỉ lo được tầm hơn trăm triệu thôi. Số còn lại thì cũng không biết xoay ở đâu. Mày cứ về xoay sở vay mượn ở đâu cho đủ đi. Xong có gì thì báo với cô. Nói thật là bây giờ cháu không biết xoay sở ở đâu cả. Làm ăn tích cóp bao nhiêu lâu cũng chỉ được có hơn trăm triệu đấy ạ. À, hay là cô mà có thì cô giúp cháu với. Khi nào sang đấy làm ăn thì cháu gửi về cho cô. Để cô tính đã. Ở nhà tiền mặt là có 50 này. 30 thì phải đòi thằng Tuấn. Nó mà không trả có khi lại phải bán cây vàng. Nhưng mà chắc là sang bên đấy nó cũng hồi vốn nhanh. 1-2 tháng nó giả được cho mình đấy. Cô bảo cô mà cho vay là cô phải tính lãi đấy nhá. Cái đấy thì cháu biết mà. Cô cứ yên tâm, sang đấy làm ăn 1-2 tháng dư giả thì cháu gửi về cho cô cả gốc cả lãi. Cô là cô quý mày lắm đấy, nên cô mới giúp đỡ. Thế định bao giờ đi được, để cô còn báo bên công ty, người ta sắp xếp cho. Dạ, để cháu về, cháu nói chuyện với bố mẹ cháu ở nhà xem thế nào, rồi có gì cháu báo lại cô luôn cô nhá. Thu xếp, liệu mà đi sớm sớm cháu ạ. Dạ, vâng. Thôi, cháu vào phòng trước đây, cô bán hàng đi nhá, có gì cháu báo. Ừ. Chốt số xong rồi đây nha. Cái con này lúc nào chỉ ăn thôi. Đây nha, cô tính tổng tiền điện với tiền nước đây rồi. Tổng là 244.000, cô tính 245.000 cho nó tròn. Còn tiền phòng thì đóng xong hết cả rồi. Cái bà không bớt cho nó thì thôi, còn tính tiền thêm. Chả hiểu bà thế nào. Chị Ngọc Anh, chị đi thật đây à? Mà bao giờ chị đi đấy? Thế chị đi bao lâu? Ừ, chị phải đi thật. Mọi người ở lại vui vẻ nhá. Vui vẻ thế nào được? Đang yên đang lành tự nhiên em lại bỏ chú đi. Mà có khi người buồn nhất là ông chủ xóm trọ. Ơ kìa, chú sao lại nói thế? Này, ông hết chuyện để nói à? À đấy, mà cái lão nhà bà đâu, sao hôm nay không thấy mặt mũi đâu nhỉ? Ai mà biết được. Cô chú, mọi người, cháu cảm ơn vì thời gian vừa qua mọi người đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Kìa em, sao lại nói thế? Cùng là tình cảm con người với nhau thì phải giúp đỡ nhau là đúng rồi. Lần này đi được thì cháu cũng không biết bao giờ mới về. Mong mọi người đừng quên cháu nhá. Hà Linh này. À, em đây. Thời gian qua chị em mình cũng có nhiều cái không bằng lòng với nhau. Bây giờ thì chị cũng sắp phải đi rồi. Có gì hai chị em bỏ qua cho nhau nhá. Kìa chị, sao chị lại nói thế? Tính em vẫn còn trẻ con, nhiều lúc vẫn còn chưa biết điều. Chị người lớn không chấp em đã là tốt lắm rồi. Em làm sao dám trách chị nữa. Chị đi mạnh giỏi nhá. Ừ, nếu mà em nghĩ được như thế thì tốt rồi. Còn Phương Linh. Dạ. Chị là chị lo cho mày nhất đấy. Ngốc nó vừa thôi chứ. Bây giờ chú tâm học hành, ra ngoài bớt tin người đi, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Cô Tuyết này. À, cô đây. Cháu nói cái này, cô đừng giận cháu nhá. Cái con bé này, cô cũng phải trẻ con đâu mà giận. Cứ nói đi cháu. Cô bớt tham đi nhá. Chị nói đúng rồi đấy. Bớt tham đi. Hôm nay mọi người có mặt ở đây để ăn liên hoan chia tay cháu là cháu cảm ơn mọi người rất nhiều rồi. Thôi mọi người ăn đi, không ai không có đâu. Mọi người ăn đi. Em này. Dạ. Mai em đi sớm rồi mà chú chẳng có gì để tặng em cả. Chú cũng chẳng có tiền. Thôi thì mai em đi thế để chú chạy cho em một cuốc xe gọi là quà chia tay nhé. Em cũng cảm ơn chú.
Vậy mai chú chở em ra bến xe để đi với mọi người nhá. Ok. Cô thì chả biết mày thích cái gì để mà mua. Tôi thì lúc nãy tiền điện là 245.000, cô bớt cho 50, còn 195.000. À nhưng mà 195.000 thì nó hơi lẻ nhỉ. Thôi, thế làm tròn đến 200 nhá. Vâng ạ. Này, sao cái bà Tuyết bà không được bỏ được cái tính tham đi nhỉ? Đâu phải tự dưng người ta gọi là Tuyết mõ đâu. Tham như mãi. Giữa hai cái đứa này, im mồm đi. Mà mai nó đi rồi đấy, xem quà cáp nào chúng mày không tặng quà cho nó à? Cô không phải lo bỏ trắng răng. Quà bọn cháu chuẩn bị từ hôm qua rồi. Con kia, vào lấy. Để cháu vào lấy ạ. Dạ đây, 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 đây ạ. Đây, hai cái này là của anh Ngọc với lại chị Lành gửi em sáng nay. Còn cái này là của ba đứa em ạ. Ai chà, sinh viên mà lắm tiền gớm nhỉ. Chị cảm ơn các em nhá. Mà các em tặng cho chị cái gì đây? Chị mở ra xem luôn đi ạ. À, ôi, sao, sao lại tặng chị cái này? Này, sao chúng mày lại mua tặng nó cái đấy? Mà cho cô hỏi là mua ở đâu đấy? Cô già rồi mặc làm cái gì? Tao mua tao giữ chồng. Lão nhà tao thích cái thể loại đấy lắm. Thế á? Thế thì cháu đưa cô đi mua nhá. Nhớ đi nhá. Chị có thích không? Mà sao cái này đắt thế hả chị? Bọn em sinh viên chả có tiền, cứ tưởng là ít vải thì nó sẽ rẻ hơn. Ai ngờ nó còn đắt hơn là cái nhiều vải. Đúng rồi đấy, bọn em tìm mãi mua được. Thôi được rồi, dù gì chị cũng cảm ơn mấy đứa nhá. Thôi, tặng quà thì cũng xong rồi. Ngọc Anh nghe cô dặn này. Dạ. Sang bên đấy làm ăn, nơi đất khách quê người, có một thân một mình là con gái thì phải chú ý giữ gìn sức khỏe an toàn nhớ chưa. Ở đây còn có người nọ người kia còn giúp đỡ được, chứ sang bên đấy lạ nước lạ cái biết nhờ vả ai. Thôi cố gắng cháu nhá. Dạ cháu cảm ơn cô. Cái bà kia đang yên đang lành mà nó đi làm ăn chứ nó có đi đâu đâu mà làm ghê chết lên được thế. Em nữa, khóc cái gì mà khóc, vui lên đi, cười ra xem nào. Cười. Thôi, mọi người liên hoan đi. Đúng rồi đấy. Chị ăn đi cho đói quá. Nãy giờ mẹ ăn suốt từ lúc nãy giờ vẫn đói. Gì để lại lời nhắn á? Lúc nào, à không, nhắn với cái thằng giám đốc á, là mang tiền đến cho tao. Cái con kia nó đi rồi, đi mấy hôm rồi nhá. Làm ăn người lớn mà như chó mèo. Một cái tập đoàn, tập thể, công ty. Chào chào cô ạ. Chào cháu. Cho xin chai nước cô. Đây đây, ngồi xuống để cô lấy cho. Vâng, vâng. Đây nước của cháu đây, cháu uống đi. Ngắm, đẹp trai quá nhở. Phong độ cứ ngời ngời ra. Vâng, cô cứ quá khen. Ở đây có đông khách không cô? Ừ, thì quán nước, thi thoảng cũng có vài mống. Mà cái dãy trọ này là của cô à hay như nào cô nhỉ? Ừ, cái dãy trọ này là của cô. Nhưng mà, à, con đang trống một phòng đấy. Có ai thì giới thiệu cho cô nhá. Thì cho cháu hỏi thêm một vài vấn đề đúng không cô? Cháu cứ hỏi đi, đẹp trai, hỏi gì cũng được. Cháu nghe nói rằng ở đây có người môi giới đi xuất khẩu lao động. Cô có quen ai làm nghề môi giới này không? Ui giời, thế mà không nói sớm. Làm cô lại cứ tưởng mày là người bên công ty xuất khẩu lao động cử xuống. Thế tóm lại là muốn đi xuất khẩu lao động chứ gì? Đây, cô gặp đúng người rồi đây. Ừ thì thực ra là cháu cũng có đứa em muốn đi sang nước ngoài để làm. Thế bây giờ muốn đi xuất khẩu lao động thì cần những cái thủ tục gì cô nhỉ? À, thủ tục thì cháu không phải lo. Bên cô sẽ lo chọn gói từ A đến Z. Thế nên là cháu cứ yên tâm nhá. Mà cô ơi, cái trụ sở của cái công ty này nó nằm ở đâu cô nhỉ? Cô có biết ở đâu đâu. Cô thấy người ta phát tờ rơi thì cứ theo hướng dẫn mà làm thôi. À thế à? Mà em cháu đi ấy thì sẽ đưa tiền cho cô hay là đưa tiền cho ai? À thì ở bên công ty nó có cái số tài khoản, cháu cứ chuyển thẳng vào đấy. Khi mà bên đấy người ta nhận được tiền rồi thì sẽ có xe đến đón người đi. Thế quyết định thế nào? Cảm ơn cô. Cháu đã tìm hiểu kỹ rồi. Và giới thiệu với cô, cháu là cảnh sát hình sự đang điều tra về tệ nạn buôn bán nội tạng người qua biên giới. Tôi nghi ngờ cô đang tiếp tay cho loại tội phạm này. Bây giờ tôi mời cô theo tôi lên phòng giải quyết. Ôi giời ơi, chết đi chết!
Cháu tưởng cô phải tù mọt gông rồi chứ. Hết hồn còn trộn còn nguyên. Tao cũng cứ tưởng tao bị tù mọt gông nữa. Mà cái Ngọc Anh nó làm về chưa? Đây. Chị Ngọc Anh có trong sân đây cô. Ôi trời ơi, Ngọc Anh, cháu của cô, cháu có làm sao không? Cháu trở về rồi à? Cô xin lỗi. Cháu nói gì đi chứ? Nói gì với cô đi? Cô thôi đi, cháu còn cái gì để nói với cô nữa à? Cô làm cháu thành ra như này, cô có vui không? Cô còn muốn chị ấy nói gì nữa? Suýt chút nữa, chị Ngọc Anh bị bán sang biên giới làm gái rồi đấy. Mày điên à? Lấy nội tạng chứ. À thế à, tao nhầm. Cô xin lỗi. Cô cũng lúc nãy ở trên đồn công an, cô cũng được các chú công an phân tích vì sự việc lần này. Cô xin lỗi Ngọc Anh. Được chưa? Thôi được rồi. Dù gì chuyện cũng đã qua, cô nhận lỗi như thế thì cháu cũng sẽ bỏ qua cho cô. May cho cô là chị Ngọc Anh dễ tính đấy. Phải cháu á, còn lâu. Con gái nhà người ta nuôi lớn hờ hớ thế này, bị bán đi mất, cô có chịu trách nhiệm được với gia đình nhà người ta hay không? Thôi được rồi, cô biết cô sai rồi. Chúng mày đừng có xỉa sói cô nữa. Cô không nghĩ chúng nó lại lừa đảo cô như thế. Mà chuyện này đừng nói cho ông nhà cô biết nhá. Thôi được rồi, cháu sẽ không nói chú biết đâu. À đấy, nói mới nhớ, cái 80 triệu hôm trước cháu vay để đi thì xem thu xếp sớm cho cô xin, chứ cô cũng chẳng có. À, thế thì cô vẫn muốn lấy tiền gì? Đi. Đứng dậy, đi ra đây lấy tiền với cháu. Đi, nhưng mà đi đâu? Thì tiền công an người ta đang điều tra trên đồn ý. Cô lên đấy mà lấy chứ còn sao nữa. Thế lại lên đồn à? Không đi đâu.